Chương 18 Điều mọi người mong muốn Bạn muốn có một câu thần chú có thể chấm dứt việc tranh cãi, loại trừ ác cảm, tạo ra thiện chí và làm cho người tiếp chuyện với bạn phải lắng nghe chăm chú không? Chắc chắn đó là câu nói. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi cũng sẽ làm như vậy. Câu nói này sẽ khiến cho người thô lỗ nhất cũng phải dịu giọng bạn sẽ thấy rằng 100% ý nghĩa và hiệu quả của câu thần chú đó là sự thật. Giả sử bạn thừa hưởng hình dáng tính khí và đầu óc của tên trùm tội phạm Al Capone, bạn cũng có môi trường và kinh nghiệm sống giống như anh ta. Lúc đó bạn sẽ trở thành con người hệt như anh ta, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như anh ta. Bởi vì chính những sự việc như vậy và chỉ có những sự việc như vậy mới làm cho anh ta trở thành một con người như thế. Lý do duy nhất khiến bạn không phải là một người khác, đó là vì cha mẹ bạn đều không phải là bố mẹ của họ, và bạn cũng không hề lớn lên trong môi trường mà họ được nuôi dưỡng. Nếu xét theo cách nhìn nhận này, thì những kẻ cấu kỉnh, mù quáng và phi lý nhất cũng không có gì là đáng khinh ghét. Bạn nên thương xót và thông cảm cho những con người tội nghiệp đó. Ba phần tư những người bạn gặp gỡ trong cuộc sống đều khao khát yêu thương và được yêu thương. Nếu bạn cũng mong muốn được yêu thương, xin hãy dành cho mọi người tình yêu thương của bạn. Có lần tôi phát biểu trên đài phát thanh về Louisa May Alcott, tác giả của quyển Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé. Dĩ nhiên là tôi biết bà đã sống và viết những tác phẩm bất tử của mình ở Concord thuộc bang Massachusetts. Nhưng đôi khi thần khẩu hại sát phàm, tôi lại nói mình đã đến thăm ngôi nhà cũ của bà ở Concord, New Hampshire. Giả như tôi chỉ nói đến New Hampshire một lần thôi, thì người ta đã có thể tha thứ cho tôi. Nhưng than ôi, tôi lại nói tới những hai lần. Và thế là một cơn lũ thư từ và điện tính tràn đến, những thông điệp gay gắt tấn công tôi như một đàn ông dò vẽ. Một bà nào đó từng sống ở Concord, Massachusetts, đã trút cả cơn phẫn uất vào bức thư gửi cho tôi như thế tôi đã tố cáo nhạp văn Encott là kẻ ăn thịt người không bằng. Đọc bức thư của bà ấy tôi không khỏi tự nhủ. Ôi trời đất ơi, may mà mình không cưới phải con người này. Tôi rất muốn viết một lá thư phúc đáp rằng Đành rằng tôi đã phạm một sai lầm về địa lý, nhưng bà ấy còn phạm một sai lầm lớn hơn nhiều về phép lịch sự thông thường. Và tôi sẽ bảo cho bà ấy biết tôi thực sự đang nghĩ gì về bà ta. Nhưng sau khi suy nghĩ, Tôi đã không làm chiêu vậy. Bởi vì tôi biết mọi kẻ ngốc nắm đầu đều có thể làm thế. Mà tôi lại không phải là một tên ngốc như vậy. Hơn nữa tôi thầm vũ. Giả như mình là bà ấy, chắc hẳn mình cũng sẽ phản ứng y hệt như vậy thôi. Cho nên tôi quyết định thử quá giải mối ác cảm này. Sau đó khi có dịp tới Philadelphia, tôi đã gọi điện cho bà ấy. Câu chuyện trao đổi diễn ra như sau. Tôi Thưa bà, bà đã viết cho tôi một bức thư cách đêm vài tuần Và tôi muốn cảm ơn bà về việc đó bảy Giọng nói rõ ràng là có văn hóa và giáo dục tốt Xin lỗi, không biết tôi đang được hân hạnh nói chuyện với ai đây? Tôi Tôi là một người xa lạ đối với bà Tôi tên là Dale Carnegie Bà đã nghe tôi nói về Louisa Mayncourt Trên đài phát thanh cách đêm vài tuần Và tôi đã phạm một sai lầm không thể tha thứ khi nói rằng Concord thuộc New Hampshire, đó là một lầm lẫn ngu xuẩn mà tôi luôn muốn xin lỗi về điều đó. Bà thực là có lòng tốt khi đã chịu khó viết thư cho tôi. Bà ấy, ô, oh, tôi rất lấy làm tiếc ông Carnegie Tôi hối hận vì đã viết như vậy. Lúc đó tôi mất bình tĩnh quá. Tôi phải xin lỗi ông mới đúng. Tôi, Ồ oh, không không, bà không phải là người phải xin lỗi, chính tôi mới là người có lỗi. Mọi đứa trẻ đi học đều phải biết rõ điều đó vậy mà tôi lại sai lầm tôi đã xin lỗi trên đài buổi phát thanh chủ nhật sau đó nhưng tôi muốn xin lỗi riêng với bà hôm nay bà ấy tôi sinh ra ở concord bang massachusetts gia đình tôi nổi tiếng ở massachusetts đã hai thế kỷ nay rồi tôi rất tự hào về xứ sở quê hương của tôi nên tôi đã rất bực bội khi nghe ông nói rằng nhà văn Encott đã sống ở concord new hampshire nhưng tôi thực sự xấu hổ về bức thư đó tôi Thú thật với bà tôi còn khổ tâm gấp 10 lần bà. Sai lầm của tôi không làm gì tổn hại đến Massachusetts, nhưng lại gây tổn hại cho chính tôi. Tôi thật sự rất cảm kích bà bởi vì ít người có địa vị và văn hóa như bà, lại chịu khó mất thời gian viết cho những người phát biểu trên đài phát thanh. Tôi thực lòng hy vọng rằng nếu bà phát hiện thấy sai lầm nào trong các bài nói chuyện của tôi, thì bà sẽ viết thêm cho tôi những bức thư góp ý nữa. Bà ấy, ông biết không tôi rất thích cách ông chấp nhận lời phê phán của tôi Ông hẳn phải là một người rất thú vị Tôi rất muốn được làm quen với ông Vì tôi đã xin lỗi và có thiện cảm với quan điểm của bà ấy Nên bà cũng bắt đầu xin lỗi và có thiện cảm với quan điểm của tôi Tôi hài lòng vì đã làm chủ được thái độ của mình Và cũng hài lòng vì đã lấy lịch sự đáp lại một việc bất lịch sự Vì khiến bà ấy quý mến tôi Thú vị hơn nhiều so với việc bảo bà chết đi cho rảnh nợ. Trong quyển sách Đạo đức trong phục vụ, tổng thống Taft đã đưa ra một minh họa khá lý thú về cách ông vô hiệu hóa lòng căm giận của một bà mẹ đầy tham vọng. Ông viết: Một bà ở Washington mà chồng bà cũng có một ít ảnh hưởng chính trị, đã tranh thủ tôi suốt 6 tuần lễ để xin cho cậu con trai được bổ nhiệm vào một vị trí trong chính phủ. Chức vụ này đòi hỏi chuyên môn rất cao, và theo đề nghị của chánh văn phòng nhà trắng, tôi đã bổ nhiệm một người khác. sau đó bà ta viết thư chỉ trích tôi là người tệ bà, bởi vì tôi đã gạt bỏ niềm hạnh phúc của bà, điều mà bà cho rằng tôi chỉ cần chảy thêm một cái là xong ngay. bà kể lễ rằng bà đã vất giả với đoàn đại biểu ban của bà như thế nào mới tranh thủ được mọi lá phiếu cho cuộc vận động tranh cử vừa qua của tôi, để rồi giờ đây tôi lại đền ơn bà như thế này. khi nhận một bức thư như vậy điều đầu tiên người ta thường làm là suy nghĩ xem nên xử sự nghiêm khắc thế nào đối với con người đã tỏ ra sức sực, dám xúc phạm mình như thế. Sau đó sẽ viết thư trả lời. Nếu là người điềm tĩnh, có lẽ bạn sẽ bỏ bức thư vào ngăn kéo rồi khóa nó lại. Khoảng hai ngày sau, khi đã đủ bình tĩnh, bạn lấy nó ra xem và thấy rằng thật may là mình đã không gửi nó đi. Tôi đã nghĩ vậy và ngồi xuống viết cho bà một bức thư với lời lẽ hết sức nhẹ nhàng rằng tôi đã rất hiểu sự thất vọng của một người mẹ trong hoàn cảnh như vậy nhưng việc bổ nhiệm này lại không tùy vào ý riêng của tôi mà tùy vào công việc tôi hy vọng rằng cậu con của bà chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành được tâm nguyện của bà bằng cách đạt được một vị trí triển vọng hơn hẳn lá thư này đã xoa dịu được bà và bà đã viết cho tôi một bức thư bày tỏ sự hối tiếc vì lá thư trước Thế nhưng việc bổ nhiệm này chưa được xác nhận ngay. Nên sau một thời gian ngắn, tôi nhận được một bức thư đứng tên của chồng bà. Mặc dù nét chữ vẫn hệt như các bức thư trước, báo tin rằng do thần kinh suy kiệt vì thất vọng, bà đã ngã bệnh và chứng đau dạ dày đã trở nên nghiêm trọng. Phải chăng tôi có trách nhiệm làm cho bà khỏe mạnh lại bằng cách rút tên của người đã được bổ nhiệm để thay vào bằng tên của con bà? Thế là tôi lại viết một bức thư khác Gửi cho người chồng và nói rằng Tôi hy vọng việc chẩn đoán ấy không chính xác Tôi thông cảm với nỗi buồn của ông Về bệnh tật nghiêm trọng của vợ ông Nhưng tôi không thể nào rút lại tên người đã được bốn nhiệm Rồi việc bốn nhiệm được xác nhận hai ngày sau đó Chúng tôi tổ chức một buổi nhạc kịch tại Nhà Trắng Và đến chào tôi có cả hai vợ chồng bà ấy Mặc dù gần đây bà ta đang trong tình trạng nguy kịch Jay Mangum là đại diện một công ty lắp đặt thang máy ở Tulsa, Oklahoma. Công ty này có hợp đồng bảo trì thang máy tại một trong những khách sạn hàng đầu ở Tulsa. Việc bảo trì phải mất ít nhất là 8 tiếng đồng hồ và cần có thợ máy đặc biệt giỏi mới có thể hoàn thành đúng hạn. Nhưng người quản lý khách sạn không muốn khóa thang máy quá 2 tiếng vì e rằng sẽ gây khó khăn cho khách. Thay vì cải lý, Mangum đi tìm người thợ máy giỏi nhất rồi nói với vị quản lý khách sạn như sau ông rick kính mến tôi biết rằng khách sạn của ông cực kỳ đắt khách tôi rất muốn giảm thời gian khóa thang máy tối thiểu nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng tôi hoàn toàn hiểu sự lo ngại của ông tất nhiên là chúng tôi cũng muốn phục vụ khách sạn bằng tất cả khả năng của mình tuy nhiên việc khảo sát tình hình cho thấy rằng nếu bây giờ chúng ta không hoàn tất công việc thang máy của ông sẽ bị hư hại nghiêm trọng hơn Điều đó sẽ dẫn tới một hệ quả là thang máy phải ngưng hoạt động lâu hơn nữa để tiến hành sửa chữa. Tôi biết ông không muốn gây phiền hà cho khách của ông trong một thời gian dài như vậy. Đây cũng là điều chúng tôi hoàn toàn không mong muốn. Ông quản lý đã bắt buộc phải đồng ý với việc khóa thang máy trong 8 giờ còn hơn là phải khóa trong nhiều ngày. Bà Trice Norris, giáo viên dạy dương cầm ở St. Louis, Missouri, kể lại cách bà xử lý một vấn đề mà các thầy dạy dương cầm thường gặp với các cô gái dưới tuổi 20. Chuyện là bà có cô học trò tên là Babette để móng tay rất dài. Đó là một cản trở lớn đối với bất kỳ ai muốn phát triển kỹ năng luyện ngón đàn dương cầm. Bà Norris kể lại, "Lúc cô bé bắt đầu học chơi đàn, tôi không hề nhắc gì đến những móng tay của cô. Tôi không muốn cô thất vọng trong việc học và tôi cũng biết cô không muốn cắt bỏ niềm tự hào của mình." Sau bài học đầu tiên, cảm thấy đã đến lúc tôi bảo Baby, này, bàn tay em rất đẹp, em lại rất thông minh và nhanh nhạy Nếu em muốn chơi chương cầm thật tốt Thì chắc chắn em sẽ thực hiện dễ dàng và nhanh chóng Đến nỗi chính em cũng phải ngạc nhiên Quá trình này có thể còn nhanh hơn rất nhiều Nếu em chịu khó hy sinh một chút nét xinh xắn của những móng tay Bằng cách tỉa chúng ngắn bớt đi một chút Bởi vì một điều đơn giản là móng tay dài sẽ rất khó chơi đàn hay, em à. Cô gái biểu lộ vẻ khó chịu. Tôi cũng nói với mẹ cô về việc này và nhắc rằng móng tay của cô đáng yêu ra sao. Lại một phản ứng bất mãn. Rõ ràng là những móng tay xinh đẹp được gìn giữ cẩn thận của con gái cũng quan trọng đối với bà mẹ. Tuần sau, Baby quay lại dự bài học thứ hai. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy móng tay của cô đã được cắt tỉa gọn gàng tôi khen ngợi cô đã chấp nhận một hy sinh to lớn như vậy. tôi cũng cảm ơn bà mẹ đã giúp động viên baby cắt móng tay. bà trả lời rằng tôi chả làm gì trong chuyện đó cả. baby tự ý quyết định đấy. đây là lần đầu tiên cháu nó chịu cắt móng tay vì một người lạ. bà Doris sau cùng đã đạt được sự đồng thuận của cô học trò mà không cần phải đe dọa, chê trách hay là dài dòng giảng giải đạo lý bà chỉ khẳng định sự hy sinh to lớn của cô vì mục đích lâu dài tốt đẹp sự thông cảm đồng tình của người khác với ước muốn của mình là điều mà con người khao khát nhất nhiều đứa bé thích khoe vết thương hay thậm chí còn tự gây thương tích để được người lớn chú ý và bày tỏ tình thương người lớn thì thường kể lể về những tai nạn bệnh tật của mình nhất là những chi tiết về các vụ mổ xẻ đôi lúc còn thêm thắt Cốt là để cho được người khác quan tâm chú ý, thương cảm hay thậm chí chỉ là thương hại. Đừng để một ai chẳng nhận được gì sau khi rời bạn, mặc dù bạn biết rằng có thể bạn sẽ không bao giờ gặp lại họ. Đôi khi chỉ một ánh mắt thiện cảm dành cho người khác cũng là một món quà lớn lao trong đời. Ngạn ngữ Pháp Chỉ cần một cái ôm thật chặt một sự im lặng cảm thông một cách chạm tay thân thiện một đôi tai biết lắng nghe là bạn có thể chia sẻ với tất cả mọi người điều đáng quý nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp đối với người khác những nghĩa cử nhỏ bé không tên mà chính người đó đã quên đi lòng tốt sự quan tâm chia sẻ đồng cảm là ngôn ngữ đặc biệt mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được Ba phần tư những người chúng ta gặp ngày mai luôn đói khát sự đồng cảm và chia sẻ. Hãy cho họ điều đó và họ sẽ yêu mến bạn. Dale Carnegie Nguyên tắc 18 Đồng cảm với mong muốn của người khác